Tại trường bắn quốc gia khu vực 3, sư đoàn 9, quân đoàn 4 vừa tổ chức diễn tập chiến thuật có bán đạn thật với đề mục tiểu đoàn bộ binh được tăng cường binh khí kỹ thuật phòng ngự khu vực. Đơn vị thực binh là tiểu đoàn bộ binh 5, trung đoàn 2, sư đoàn 9 được tăng cường binh khí kỹ thuật của cấp trên phòng ngự ở khu vực điểm cao để ngăn chặn đánh bại các cuộc tiến công của địch giữ vững khu vực được phân công đảm nhiệm. Quá trình thực hành diễn tập các lực lượng tham gia thực binh đã phát huy tốt thế trận phòng thủ địa phương và thế trận của cấp trên tổ chức xây dựng thế trận liên hoàn vững chắc tích cực chủ động đánh địch từ xa tiêu diệt từng phần và toàn bộ lực lượng của địch cuộc diễn tập thành công là cơ sở để đơn vị rút ra những kinh nghiệm thực tiễn và tiếp tục tổ chức huấn luyện diễn tập đạt kết quả cao